Thưa quý vị, thưa các bạn, là tỉnh đứng thứ 5 cả nước về diện tích, thứ 3 về quy mô dân số, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Ngoài nguồn lao động dồi dào, giao thông thuận lợi, nhiều năm gần đây, cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư, tạo nền tảng và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, giao thương nội địa và xuất khẩu. Những năm gần đây, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa có mức tăng trưởng hơn 15% một năm, đứng top đầu của cả nước. 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 28.650 tỷ đồng, chiếm 38,5% cơ cấu GDP của tỉnh. Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, toàn tỉnh có 43 nghề truyền thống, 18 làng nghề và 53 làng nghề truyền thống được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Thực hiện chương trình đối ngoại xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, mới đây, Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kết nối và khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh và của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024. Sự kiện đã thu hút hơn 80 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa, từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến nông nghiệp, dịch vụ đều có nhiều thế mạnh và thế cạnh tranh, được chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng, nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chúng tôi hy vọng trong tháng tới, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhận được sự quan tâm, yêu mến, tin tưởng của người tiêu dùng tại các địa phương trong cả nước, trong và ngoài nước. Tại Thanh Hóa, triển khai chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tỉnh đã hình thành nhiều sản phẩm có tính chất cạnh tranh cao trên thị trường. Toàn tỉnh có trên 500 sản phẩm OCOP được công nhận. Nhiều sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Nhiều sản phẩm của địa phương liên tục mở rộng thị trường tiêu thụ và có khả năng kết nối với thị trường các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Là một trong những doanh nghiệp tham gia các hội chợ về kết nối cung cầu như này, thì bản thân cũng thấy là đề nghị các cơ quan trung ương, địa phương, các sở ban ngành cũng nên duy trì và thường xuyên tổ chức những cái hội chợ để cho các doanh nghiệp và các cá nhân cũng như là người dân Việt Nam được biết đến những cái sản phẩm an toàn của các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự hội nghị xúc tiến ở thành phố Thanh Hóa, thì chúng tôi thấy là cũng có nhiều lợi ích. Thứ nhất là được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ, thứ hai là có sự giao lưu giữa các cái nhà sản xuất, nhà thương mại và có một lượng đối tượng khách hàng tương đối đến tham quan, và chúng tôi có thể một là quảng bá sản phẩm ngay tại hội nghị kết nối, hai là chúng tôi có thể bán hàng, giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Các cái hội chợ như thế này thì bản thân phía Minh Trung thì cũng đã tổ chức và tham gia khá là nhiều ở thị trường Thanh Hóa. Đây cũng là một cái thị trường trọng điểm kết nối với lại phía các tỉnh miền Trung. Đấy, cũng là cái đòn gánh để Minh Trung tiến xa vào các thị trường phía trong. Đấy, thì Minh Trung đã có những cái đầu tư rất là mạnh mẽ vào cái thị trường này và cũng thu được cái thành quả. Được sự quan tâm của Ban Tổ chức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương Thanh Hóa luôn luôn nối nhịp bắc cầu với các tỉnh thành đại diện cho các gian hàng để kết nối tất cả các sản phẩm đa dạng và phong phú đến người tiêu dùng trong cái hội chợ kết nối thương mại, để với đến với các gian hàng, bà con đến với hội chợ rất là vui mừng và phấn khởi. Đấy là những gian hàng đa dạng và nhiều những sản phẩm đến với người tiêu dùng. Trong khuôn khổ phiên thảo luận tại hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 và không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc đã chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và giới thiệu sản phẩm tiềm năng thế mạnh của mình. Đồng thời, các doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, tăng cường kết nối tiêu thụ và đưa ra các giải pháp thiết thực, phù hợp, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa giữa các địa phương. Đây là cái sự kiện với quy mô cấp tỉnh Lý là tổ chức lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Doanh nghiệp của Thanh Hóa thì đang tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.
đặc biệt trong đó là có 508 sản phẩm ô cốp. Mình hạn chế đó là cái sản phẩm ô cốp của Thanh Hóa thì nó nằm rải rác ở 27 huyện thị. Đấy. Nên là cái này muốn kết nối vào cái việc đưa vào cái chuỗi tiêu thụ, đặc biệt là cái chuỗi bán lẻ trên địa bàn cả nước như Big C, Go, rồi Medamark và một số cái Elmon. Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù đã đạt được một số kết quả trong kết nối và tiêu thụ sản phẩm giữa Thanh Hóa và các tỉnh thành khu vực phía Bắc, tuy nhiên, nhiều sản phẩm sản xuất trong tỉnh còn gặp khó khăn, tỷ trọng hàng hóa được phân phối qua hệ thống liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi giá trị còn thấp, chưa hình thành được các chuỗi liên kết bao tiêu, phân phối quy mô lớn và ổn định, làm hạn chế việc mở rộng sản xuất, thị trường kinh doanh, xuất khẩu. Do đó đòi hỏi phải có sự tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh với doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của các địa phương trong cả nước. Trong đó, thị trường phía Bắc được xác định là một trong những thị trường trọng điểm mà Thanh Hóa hướng tới.